Phi xin kính chào quý cô chú bác và quý anh chị em. Thưa quý vị, bây giờ Phi Phi đi đưa anh Phi Long đi thu âm nha. Nhưng mà quý vị coi nè, ca sĩ ở phía sau á, gần lúc thu âm thì lại đi chơi, đi ăn chuối rồi ho đó. ca sĩ chém ho rồi. Chém ho. Bây giờ là đi thu âm đó các bạn. Các bạn chúc anh Phi Long thâu âm hôm nay thật là hay, giọng thật là tuyệt vời, trong trẻo, đừng có bị mấy miếng chuối nó vướng trong cổ mà hát không hay nha. Ủa ăn nho mà đâu phải ăn chuối đâu. Thì chạy thì quảng cáo, tại em quảng cáo. Ăn nho. nho. Xin lỗi. Ta cầm cái chùm nho vậy quảng cáo là chuối. Mà nãy giờ nói ăn chuối cũng im re à. Oan vậy cũng oan quen rồi, trên khi người ta nói oan cũng chịu á. Có sao đâu, thì chuối cũng chịu mà. Chuối với nho gì cũng là trái cây đúng không? Quê vốn. Ok quý vị, lát nữa tới chỗ chỗ thu âm thì Phi Phi sẽ quay tiếp cho quý vị xem nha. Là hôm nay anh Phi Long, chắc lần đầu tiên anh Phi Long thu âm của anh Phi Long hả? Không, lần đầu tiên thu âm ở Cali. Ở Cali thôi á hả? Nhưng mà mình thâu ở một cái nơi mà từng thâu cho trung tâm lớn như trung tâm Vân Sơn thì anh có thấy hồi hộp không? Không. Không hồi hộp hả? Mà nhiều khi mấy cái chỗ thâu, họ thâu chuyên nghiệp, họ thâu hay như vậy thì mình an tâm hơn bởi vì cái kỹ thuật của họ cao anh Phi Long ha? Đúng rồi. Tại vì những trung tâm này họ vừa gây dựng lên là cũng bởi vì nhờ each other. Cho nên là họ làm âm thanh, họ bảo đảm chất lượng. Quý vị, Phi Phi đầu tư cho anh Phi Long rất là tận tâm, tận tình như vậy luôn á. Thu âm thì rất là nhiều chỗ thu, có nhiều chỗ quen nữa quý vị, nhiều chỗ quen lắm. Anh thu cho, rồi chị thu cho rất là nhiều. Thu rất là thu lấy tiền chứ không phải là thu không, nhưng mà nói tới chị thu vậy đó, tới anh thu vậy đó. Nhưng mà hỏi mấy anh chị ca sĩ và Phi Phi quen á, thì nói là anh này là từng thâu cho trung tâm Vân Sơn cũ. Cho nên là Phi nghĩ là Phi chọn anh này để tới thâu cho anh Phi Long. Để mà cái giọng hát của ảnh có thể là trên một cái dàn âm thanh tuyệt vời, thì giọng hát của ảnh thật là tuyệt vời. Để mà gửi đến quý cô chú khán giả yêu thương anh Phi Long, yêu thương Phi Phi, được thưởng thức những cái gì mà tinh túy nhất, chất lượng nhất và tuyệt vời nhất, gửi đến quý cô chú bác và quý anh chị em xem kênh Hoa Hậu Phi Phi Tạ nha. Bây giờ Phi Phi xin phép tắt máy rồi chạy rồi tới rồi Phi Phi quay ha. Hay là anh Phi Long có muốn nói gì không? Ăn ít thôi, ca sĩ trước khi khác người ta không ăn nhiều như vậy. Anh cầm cho hả? Anh đi ra đây. Rồi, đây. Chào anh. Chào anh Tân, em xin phép em quay được không? Được. Dạ rồi, em Phi Phi đây, còn đây là ca sĩ hôm nay sẽ đi quay. Dạ rồi. Ca sĩ đi thâu mà ăn nãy giờ luôn, không biết là giọng là có ok không? Lâu quá không gặp anh. Rồi, bỏ đồ đi. Vô đây. Dạ rồi, ok anh. Anh kêu anh để đồ đây. Cắt đồ. Cái này cái kiền anh chứ không phải là đồ đạc đâu. Anh đâu sao đâu. Vậy thì đem vô. Ok. Mời xuống chú. Dạ, cảm ơn Phi Long. Rồi, chào em. Anh Tân khỏe ha? Dạ. Em là YouTuber hả? Dạ. Em làm lâu chưa? Em mới làm mấy tháng anh Tân. Wow. Rộng quá hả? Dạ, dạ là còn một người vô nữa. Dạ này tốt dưới 30 hả? Dạ. Nên thì nó không có vấn đề, là quan trọng là tiền. Dạ. Vấn đề quan trọng là kiến thức. Anh đậu trước nhà anh nè, nhà anh có cho ơn. Sao bây giờ vô đây rồi anh Phi Long hồi hộp không? Không. Chuyên nghiệp vậy em run lắm luôn á. Cho anh hỏi em cái. Hồi xưa là em ở bên Ba Tan đúng không? Dạ đúng. Sai còn mấy?
không mới xe còn 143 xem này đã đúng không? Dạ. Hồi nhỏ hồi đó em có tên là Minh Cô Đơn đúng không? Uh-huh. Phải không? Uh-huh. Em có tên đúng tên Minh Cô Đơn không? Đúng rồi nó đó. Ừ. Nếu phung lai ở ngoài sở ngoại vụ à, là em là lai mồ côi qua đây phải không? Đúng rồi. Qua đây năm 1989 đúng không? À 90. 90 hay 89? 90. 90. Đúng rồi, em qua đây là 1990. Em có nhớ bao nhiêu người ở trại tị nạn đó không? Trong mấy anh em lai em nhớ ai? Cái phung lai của tụi mình thì nhiều lắm. Quang Nở, Lim Ó, Ramon, Kamau, Jacqueline, Hội Hương, với lại Sherry. Sherry là chị, Sherry là con của bà Jacqueline. Ừ. Hương Thủ là con của bà Jacqueline. Vậy là nhớ hết rồi. Sherry là... Em nhớ anh không? Nhớ chứ. Anh lại? Tôi không nhớ tên anh thôi. Ok. Thì nói chung là Minh là anh biết Minh từ bên trại. Chung trại hả anh Tân? Hồi đó anh ở bên trại. Hồi đó anh mới bên trại nhưng mà anh lại là làm việc cho Procos. Yeah. Ở trên Procos. And then lúc đó là Minh có Minh Phi Long, Phi Long. À không thì lúc đó anh không biết, anh không biết tên là Phi Long. Bây giờ là Phi Long. Minh là đó ai có cái biệt danh là Minh Cô Đơn. Ừ vậy đó hả? Anh biết hết mấy anh em lai mồ côi hết luôn mà. Dạ. Vậy đó. Ừ. Người ta là có biết Minh hồi xưa là Minh đã thích ca hát rồi. Dạ. Ừ, hồi xưa Minh đã thích ca hát rồi, rồi ở bên trại nghêu nga Hotel California từng lâm hết. Rồi đưa cái bài đó cho anh dịch nữa mà. Thì anh nhìn Minh không thay đổi nhiều. Vậy à. Để giờ Minh làm gì ở đâu em? Dạ. Em giờ em làm gì ở đâu? Làm thinh đang ở ké ở trong cái khu Senior Mobile Home á. Ngày xưa anh cũng là trại tị nạn. Ừ. Anh cũng là trại tị nạn, anh cũng là con lai mồ côi, đi cái đợt đó luôn. Ồ anh là người lai đó hả anh Tâm? Ừ, hồi trưa anh cũng đi đợt đó luôn. Anh, anh là một trong những người cái đợt đầu tiên của 143, anh không phải là đi chung với mấy anh em này. Không, anh là con lai thôi chứ không có đi chung với anh em, mấy anh em con lai mồ côi. Yeah. Anh qua trước và anh đi trước một chút. Yeah. Ừ. Thì nhưng mà hình như là xuất phát điểm là cùng giống nhau. Dạ đúng rồi. Có phát điểm là cùng đi một đợt, cùng đi chung với con lai mồ côi đi quanh đó luôn. Dạ. Thì anh biết anh chàng này, giờ anh mới ngồi anh nhớ. Thì đó thì nhớ để đám là Raymond Kamau. Và Jacqueline, Sherry, Hương Thủ. Ừ. Ở tụi mình xuống vào Hồng Thái uống cà phê á. Không, ở đó là anh ở Việt Nam không biết em. Qua tới bên trại mới biết. Qua tới bên trại mới biết hả? Ừ, nếu mà anh biết Hương Thủ, biết đám Hương Thủ thì thấy mình anh, không, anh không có nhớ, anh không có nhớ Hương Thủ. Hương Thủ là anh nhớ Cao Mao. Cà Mau. Anh nhớ Cà Mau, anh Cà Mau, nhớ em Tony đi. Cà Mau cho đi dấu hỏi. Ừ. Tại vì hồi xưa vui lắm, hồi xưa là ở bên trại tị nạn á, rồi lúc á mấy anh em hay đánh lộn anh hay bà Hanh đi anh hay đi bảo lãnh. Anh Tân qua đây ngồi đi cho em dễ quay hơn. Bị mất qua kia. Thôi cái này chơi chơi thôi, giờ mình nhận người quen được rồi. Anh tại anh không có thích xuất hiện trên YouTube nhiều. Nhưng mà nếu em quay anh ok hồi nãy không? Tí xíu được, okay. Nhưng mà không có nhiều thôi, không có sao đâu. Dạ rồi. Thì gặp người quen cũ. Ừ. Thì nghe nói tình trạng của Minh bây giờ rồi đại khái là thích sáng tác nhạc á. Thì hôm nay gặp lại người quen cũ, anh không có gì hết. Ừ. Để tặng Minh. Dạ. Thì anh sẽ tặng Minh một cái đờn guitar. Wow. Ok. Trước khi thâu tặng em một cái đờn guitar để có gì em làm việc, cái đờn anh đang treo. Dạ, thank you. Và tặng em một chiếc xe đạp. Wow. Nhưng mà chiếc xe đạp bây giờ anh để làm sao? Uh-huh. Anh chưa có bơm lên được, tại vì anh để anh cất rồi anh không ấy. Thì anh sẽ có thể ngày mai anh sẽ kiếm cái ống bơm. Không, bơm mình có, mình dắt. Đem ống bơm tới, bơm lên này kia kia nọ. Xe đạp nó không phải là mới hơn 100%, nhưng mà xe đạp đang chạy ngon lành. Yeah. Và bao nhiêu là 80-90%. Tốt rồi, được rồi. Thì có để có cho cái phương tiện cho Minh chạy rồi này kia cái nọ. Yeah, vâng. Thành ra một hồi nữa mà có thu xong thì anh chỉ chúc mừng Minh. Yeah. Thu xong thì cứ cầm cái đợt về, không có sao hết. Wow, đã quá đi. Đây thì có cho đang học đàn mà thiếu cái đàn đó anh Tân. Không sao, đâu có sao đâu. Thì đó cho nên bây giờ có cái đàn á là dư ý luôn. Thì có cái để cho Minh ngồi cái làm việc. Cảm ơn cái đơn anh đây. Không có sao. Xin Chúa chúc và lành cho linh hồn của anh. Và anh Phi Long đúng là anh Phi Long đúng là ước gì được nấy, cầu được ước thấy đó quý vị. Cái đàn mấy bữa học á là anh thầy cha nói là cái đàn của anh Phi Long không có ok, nó không có hay.
xong rồi thầy kêu mua cái đàn của thầy đi, nhưng mà chưa có kịp mua thì tới đi anh tặng á. Đâu sao đâu, anh đã nghi nghi rồi, anh đã nghi nghi, anh đi nói bà xã, anh hỏi phải cái người anh quen không, rồi nãy anh có nói, anh nói để anh tìm hiểu phải đúng không, nếu mà đúng như vậy thì quá mừng. Yeah. Cảm ơn anh. Thì đó, không có sao, thì anh chỉ chúc em một cái mùa Giáng sinh vui vẻ thôi. Dạ cảm ơn. Đợi em xíu nha mấy anh. Không gì đâu, thì bây giờ gửi cái đó qua cho anh nha. Dạ. Phi Phi giới thiệu đến quý vị một sản phẩm mới. Đây là dòng latex mà Phi Phi mang định hình lại cái vòng eo của mình khi mà Phi Phi thi hoa hậu nha. Bây giờ Phi Phi sẽ hướng dẫn các bạn cách mang latex, bị nắm vào hai cái cạnh dưới của cái latex. Quý vị đưa lên cái vòng eo nhỏ nhất của mình. Quý vị gắn cái móc thứ 3 hoặc thứ 4 trước nha. Rồi gắn xuống, được chưa? Quý vị kéo xuống một tí xíu, rồi tiếp tục móc vô. Rồi nếu nó lên cao rồi quý vị kéo xuống. Rồi, quý vị kéo nó xuống. Đây là dòng latex mà Phi Phi rất là yêu thích. Dòng latex này nó có 25 xương, phần bụng dưới á, không có xương sườn, cho nên là chúng ta dễ bị sồ ra. Thứ nhất là vì chúng ta xanh nở, cho nên là cái phần da của mình nó nhiều cho nên nó đổ ra ngoài. 25 xương này thay thế cho những cái xương sườn của chúng ta, ôm gọn hết cái vùng bụng dưới của các bạn luôn. Thiết kế của cái latex này các bạn thấy không? Nó ôm xuống cái này, nó ôm xuống như thế này. Đó, cho nên là nó gọn, nó ôm trọn cái mông của mình. Hai bên này nó ôm cho nên là nó cũng giúp cho cái việc nâng đỡ cái vùng bụng dưới của mình nó tốt hơn. Ở cái phần dưới này nè, quý vị thấy là nó cũng ôm nè, nó có cái độ cong nè, nó cong và nó ôm vào trong người của mình. Cho nên là chính vì cái độ cong này nó mới ôm được, nó nâng được cái vùng bụng dưới của mình, nó xách lên. Các bạn thấy nè, thấy không? Nó có hai hàng dây cong này giúp cho nâng cái vùng bụng dưới lên mạnh hơn, hiệu quả nó sẽ cao hơn. Ôm rất là gọn cái vòng lưng của mình. Mỗi buổi sáng thức dậy sau khi đi vệ sinh, bụng của các bạn còn nhỏ thì các bạn nên siết định hình bụng ngay từ lúc đó. Cái bao tử mà nó không bị ép lại, mỡ nó cũng ép lại, nên khi mình ăn mình có cảm giác no liền. Đó cũng là một trong những yếu tố mà nó giúp cho chúng ta giảm cân. Các bạn cứ mang cho đến khi nào các bạn cảm thấy khó chịu thì các bạn tháo ra cho nó thật là thoải mái. Mang được càng nhiều càng tốt, chắc chắn rằng vòng bụng của các bạn sẽ nhỏ lại. Bên cạnh đó các bạn có thể sử dụng thêm thuốc giảm cân của Phi Phi nha. Phi Phi quay một vòng cho các bạn xem lại ha. Đây này, nó không cấn vào ngực của mình đâu. Giữ như này nó ôm gọn hết, để nâng siết rất là tốt. Nó không có bị đùn cái mỡ sau lưng mà nó lại hỗ trợ cái xương sống của mình cũng rất là tốt. Gọi điện cho số điện thoại bên dưới cho Phi Phi nha. Chúc quý vị thật mạnh khỏe và xinh đẹp. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại, bye bye. Phi Phi xin phép quảng cáo một tí xíu nha. Quý vị cũng biết là Phi Phi có nhiều nghề, trong đó có nghề nối mi. Khi mà Phi làm khách á, là đặc biệt khách của Phi á, là những người khách cực kỳ khó tính, kỹ tính và họ rất là kén chọn, nhưng họ là những người chịu chi, họ sẵn sàng chi những số tiền lớn. Bởi vì Phi làm chuẩn kỹ thuật, mỗi bộ mi là mỗi design, mỗi thiết kế riêng cho mỗi cặp mắt. Bạn nào đã làm qua rồi nhưng họ có những đơn kỹ thuật không chuẩn thì Phi Phi cũng có thể hoàn thiện những cái kỹ năng, chia sẻ những cái kiến thức chuẩn đến cho quý vị. Phi muốn giới thiệu đến các anh chị khắp nơi trên toàn nước Mỹ, muốn học nghề nối mi hay muốn trau dồi rèn luyện thêm những kiến thức chuẩn về nghề nối mi thì hãy đến với Phi Phi nha. Phi Phi sẽ chia sẻ đến các bạn những kiến thức chu kỳ phát triển của sợi mi và mình đặt sợi mi như thế nào để cho hàng lông mi đó có cảm giác nó dày rộng hơn, không bị phá đi cấu trúc của sợi lông mi. Và đặc biệt là Phi Phi sẽ chia sẻ đến các bạn kỹ thuật design lông mi, chẳng hạn như là một đôi mắt có những khuyết điểm này, đôi mắt kia có những khuyết điểm kia, thì các bạn sẽ nắm bắt được cái khuyết điểm của lông mi đó để các bạn che đi cái khuyết điểm và tạo nên một cái điểm nhấn đẹp trên cái đôi mắt của mỗi người khách của mình. Mình không nắm được kiến thức về design này thì các bạn nối, có những đôi mắt các bạn nối hung nó càng hung hơn, đôi mắt buồn nó buồn hơn. Phi Phi sẽ nhận 10 học viên đầu tiên. Phi Phi sẽ dạy vào dịp trong những tuần đầu ăn Tết, thuận tiện cho các bạn từ các nơi bay về Nam Cali này chơi, sau đó là tặng luôn bộ đồ nghề đầy đủ luôn. Phi Phi sẽ dạy cho các bạn trong 4 ngày. Nhanh tay gọi điện hoặc là email cho Phi Phi nha.